Xin chào quý cô bác, anh chị, tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel Tam Giác Mạch. Trọng xin chúc tất cả mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ. Và trong ngày hôm nay thì Trọng đang có mặt tại bên dưới nhà anh Cho tới để chia sẻ cho tất cả mọi người biết là tiến độ của công trình. Và hôm nay thì Trọng vào cũng có mua thêm cả găng tay cũng như là cả màn nữa. Hôm qua là nghe mấy anh em thợ nói là qua bị muối đốt nhiều quá, nên là Trọng mang theo 3-4 cái màn nữa để cho mấy anh em. Bây giờ là Trọng đang đợi anh Cho xuống giúp Trọng lấy đồ lên với, do là Trọng có thiết bị quay cũng như là quần áo nữa nên là lên hơi khó. Bây giờ đang đợi anh Cho đến và xin mời các bác anh chị tất cả mọi người nói theo phần trình của Trọng nhé. Chào anh Cho nhá. Áo đẹp đấy, lấy đấy đi, lấy găng tay với màn nhá. Mua mua thế ạ. Nhà làm đến đâu rồi? Nhà của mình làm đến đâu rồi anh Cho? Chát bên trong chưa? Hôm nay chát bên trong hay chát bên ngoài? Ở bên trong rồi à? Hôm nay là mưa chát bên trong rồi. Bên ngoài là chát xong chưa? Bên ngoài chát xong chưa? Nói chuyện nó to to một tí cho cô bác nghe, không nghe được đâu. Trời ơi anh Cho. Hôm nay là mưa quá đấy anh Cho ạ. Một mình em thôi, anh Quyết hôm nay ở nhà có việc bận rồi. Anh Quyết không về đâu. Tự đi à, bên kia? Tự đi thôi. Tự đi á? Không đi à? Mua mà. Sáng nay là anh Cho làm gì đấy? Làm... đi lái chỗ về làm... đi làm củ xuân. Đi lấy củi à? Đường trơn quá. Đấy. Hôm qua là mấy anh em thợ bảo là bị muối đốt, với lại xong là mưa nữa, xong là bị dột nhiều quá. Nên hôm nay là phải mang cả màn như là phải đắng tay lên cho mấy anh em nữa. Xính này đi câu cá tận đâu? Ở dưới sông à? Mưa này đi nguy hiểm quá. Sợ nước sông về mình chạy không kịp ấy. Ruộng này là ruộng của nhà ai đấy? Ruộng này là ruộng của nhà ai? Ở đằng dưới này à? Chú anh Cho là không có ruộng, không có nước, không trồng ruộng hả? Không làm được ruộng hả? Cái này là mình chỉ làm một vụ thôi. Ở nhà làm cơm chưa? Cơm chín nữa? Hôm nay có ai đến giúp mình không? Không có. Có mấy người nhà mình giúp rồi à? Để giúp nhau thôi. Mấy cả cùng 5.000 đồng. Để đi lấy cổ. Đi lấy phụ. Hôm nay anh Cho phụ thôi. Thì nữa em xính về thì để xem em xính là có cô nhiều cá không?
Cháu chào chú. Ôi giời. Mấy anh em thợ đâu? Chào anh Duyệt nhá. Ôi giời mưa quá. Mấy giờ từ nhà lên? Em từ 7 rưỡi rồi. Chào các thầy nhá. Chú chịu. Mình mang đi rửa đi, không cho nó khô cứng vào hết. Kệ thôi, đồ anh ra đấy rửa thôi. Bây giờ làm gì thế anh Duyệt? Để cái gì đó. Tháng nay là làm xong mấy phần mặt tiền à? Xong hết rồi, bên ngoài hết rồi. Bây giờ chiều là vào phần bên trong thôi. Chiều vào trong nhà làm đấy. Bây giờ mưa đang đúng. Mình vừa ở ngoài kia có nước ngay. Chịu bàn xoá ấy. Bây giờ chú lại cái này thì phải áo. Một ngày nữa, ngày mai nữa là xong không ạ? Rồi anh gì? Mày thì xong thiếu, cũng còn ốp lát nữa là đi xong thôi. À, nhưng mà ngày mai là chát xong rồi. Mày chát chát xong. Mày chát xong, ngày kia ốp lát một ngày nữa. Cái ngày kia mới được đi về. Ngày kia đi về rồi. Tối làm mấy anh em ngủ ở chỗ nào? Ngủ đây. Ngủ ở chỗ bảo vệ luôn á? Không có cái giường chứ. À, có cái giường. Hẹp quá, mang ra ngoài thôi. Có cái giường, mày có giường đấy. Tối hôm qua mấy anh em bị muối khiêng đi à. Ui ôi, muối thì quá nhiều luôn. Chưa từng thấy, đi vào rừng còn chưa nhiều như thế này không? Đây có, bây giờ đang vào mùa mưa nữa, muối đang sinh sản, đang nhiều. Ở đây không làm được mấy cái búng nước kìa. Đấy. Tắm giặt ở đấy bẩn quá. Cứ làm một thu ngô xong đi, bây giờ rậm rạp này là nhiều muối lắm. Cơm nước chín chưa anh gì? Đây, vừa chắc xong hết rồi. Mưa quá. Mình làm xong mình quét dọn sạch sẽ cho anh cho nhá. Hôm qua mấy anh em bảo là nhà mình nhiều muối quá. Xem mấy cái vũng nước đọng lại thì mình khơi thông con rãnh đi nhá. Cái nào có nước tù ấy. Không là nhiều muối quá. Mấy cái vũng nước ở bên dưới này khơi thông nó đi. Mấy cái ao, mấy cái hố tù ấy khơi thông nó đi. Không có nhiều muối, để trứng vào nhà mình nhiều muối lắm đấy. Hôm qua mấy anh em bảo là bị muối khiêng đi hết. Nha. Kén nó lại nữa, lén ơi. Kén nó lại nữa. Hôm qua anh cho có bị muối nuốt không? Không có màn nhà. À anh cho có màn. Hôm qua mấy anh em là không ngủ được luôn. Thế mà đi ngồi ở đây uống nước chè với lại bắn thuốc lào thôi. Chè có đâu. Uống lá. Ở nhà anh cho không có điện nhỉ, anh cho nhỉ? Có. Anh Duyệt làm một củ tích này là có đủ mấy ngày tới không đấy? Cái giấy xong đây là tua mới lành tiếp đi, thôi rồi. Tua mới lành. Bún vạch này. Cái mẹ nó xem được tím đâu này. Ba ngày hôm, 2 ngày nó hết nhẹ rồi. Ở trên này không có điện gì cũng rất là bất tiện luôn. May bây giờ mà mùa này là mùa trời mưa nên mát mát đấy.
như mấy hôm trước là đấy, nắng là thế xong chứ. Luôn quế cũng mà sạch quá không vào. 12% sắp nguồn rồi. Đâu cái này sao được 2 lần, mỗi ngày dùng 1 lần thôi. Xem phim được. Bắt đầu nắng nóng lên rồi. Phải đi tắm xong mới được. Còn làm món gì nữa chú? Món thôi. Cơm này là chín chưa? Chín rồi. Phải xay cho nó đều đấy, không là thì nữa chỗ chín chỗ vẫn còn sống đấy. Tôi nhỏ. Để con đi bên cạnh đi ăn cát với cái dâu nhá. Thì nữa là có thêm mì chính, có thêm hạt tiêu. Cái đống bí kìa. Trời còn nắng. Đây. Mày ăn rau bí à? Đúng rồi. Có rau thì ăn. Tìm nước mưa cũng được. Vừa nắng vừa mưa chứ tôi có cầu vồng đấy. Uống rượu không làm được việc đâu. Không mất hút. Có bác lấy ngoài kia cho xin người dân cắt cho đem sao được. Không thì làm gì lấy điện đâu ra cắt. Điện này không cắt được, máy này làm gì cắt được ắc quy. Tháo ra này đi cắt. Bây giờ lại không có máy nổ đâu. Nhà không có điện. Bây giờ là cắt. Bây đi cắt gạch hoa là luôn có. Luôn có nhỉ. Bên dưới này à? Để ai mà đi nhờ thôi. Đứa này biết này, đứa này đi lái này. Thấy nhà bảo là đi cá này. Cá ngày hoa này. Đi cắt bên kia ông lua lại là 1 viên à 1 tấn 10.000. Đi cắt 1 tấn 10.000 là không lấy tiền. Là lấy 1 tấn 10.000. Để tấm 10.000 ở dưới kia là thế nào? 472 phút. Nói cái gì mà đói. Đấy, anh không ạ? Anh thử con em biết đói không? Tí đi mua mì tôm về cho. Lo gì đâu mà, ăn mì tôm được. Ngày làm 5 gói mì tôm được. Một ngày 5 gói mì tôm không sống được đâu. Con tính bao nhiêu? Một bữa của em có 3 gói, 4 gói rồi, 5 gói một bữa đi. Còn thuốc muốn lúc. Nào cái câu chú nhỉ. Nhưng của chú quái của tắt cho cái chân mắm lúc. Mừng xoan đi mà ăn một ngày chảy lấy. Không thể còn tí. Ê, đạp luôn đi chân yếu. Tôi muốn ăn được cái súp lúc. Tạp lạp. Ăn cơm. Em ăn rồi, mọi người ăn tự nhiên đi. À cho là không đi đâu nhá. Ở đây giúp anh em làm, phụ anh em nhé. Ăn đi. Gáy đi. Chú Mai sợ đấy. Chú Mai ngoài cái này. Thế cá hết tiết à? Chiếc một con bên đấy sợ. Để chú Mai cá hết, chọn hết tiết xong là gọi điện, gọi điện cho thầy. Thầy ơi, em để đấy thối, để nó thối hay là em làm trước để thầy lên. Vừa mới chiết xong nhưng mà em để thầy lên đến đây để thắt thối rồi. Em phải làm trước cho thầy nhá. Cái lấy đi chôn à. Cho nó biết. Buổi chiều nay là vào sát bên trong nhà là anh cho xem đồ đạc thì dọn cho anh em sát nhá. Yeah.
bàn ghế này, cái quỳ này, giường này. Không ăn. Với lại không, giường là mình lấy cái bạt xe lại cũng được. Đó. Cái tủ nữa. Cái có tấm bạt thì lấy cái tấm bạt che vào, không thì đỡ phải bụi xi bắn vào. Lấy cho vào để của chú có nhiều lắm, chiều nay nhiều việc lắm. Nhìn thấy cái nóng gì to đùng này, nóng do bếp. Xe máy của A cho để lúc nào? Xe máy? Ừ. Không có rồi. Để quá sát vụ. Ít bán sát vụ không? Ít sửa trong cháy rồi. Hồng. Hồng là bán luôn. Đấy, bán luôn. 700. 750. 750 mua cái gì? Về nhà đó, khách sẽ về đó. Bắt xe khách về à? Vâng. Mua gạo cho con ăn. Ừ. Thế thôi. Mương gạo lên hết. Một tháng nào ăn một bông gạo hồi sinh là hết được một bông gạo tối làm cực. Làm sao làm gì ăn hết nhiều thế? Không phải, cô này biết ăn ngủ, cô này ăn từ ăn xong là về ăn lấy ăn. Thấy hỏi ra có kiến đi làm thuê là đau bụng nhiều. Ở lên trên này có con gà nó nhéo chết hết rồi, có ba bốn con. Cho bóc cử xíu. Mai đi câu được con cá nào không xinh? Sáng nay đi lúc mấy giờ? 6 giờ. Sao 6 giờ em không đi tìm việc gì làm đi? Đi câu cá này là do độ may rủi. Những ngày nào mình rảnh mới đi chứ. 6 giờ đi 12 giờ về không được con nào. Đi là đi câu một mình hay là đi câu với bạn nữa? Chả chỉ đi 10 thôi. Phải không? Có phải mà đã đi chứ. Đi là chỉ đi bơi, đi nghịch nước thôi. Đấy. Bây giờ là vào mùa mưa đấy nhá. Bà bố đi đâu vào. Này bố đi đâu? Hả? Bố đi tù. Mì làm sao? Chị bố, gì vậy nhỉ? Sang là mùa giò mặt cắn. Ồ. À, nhận đi nhầm không mùa giò phải trong cù mà đầy mà lại. Cao chạy không nào? Biết chứ. Tôi chạy không này. Thấy không? Chó hay không thế? Lâu phết. Đưa người đi làm thuê Trung Quốc chạy phết. Bắt giáo xong là chát thôi. Bây giờ thì cũng đã là đầu giờ chiều. Anh em cũng vừa mới dậy là túc tắc là làm việc thôi. Chiều nay là bọn chat xong khoảng được khoảng 2 bước không? 2 bên không? Bác giáo lâu rồi. Tôi xin tăng nó tăng. Chờ một tí không không được. Cố gắng là chiều nay là 2 bước, sáng mai 2 bước nữa. Và đến chiều là chuẩn bị ốp lát gạch thôi. Túc tắc. Mệt quá. Túc tắc. Đây là xong ngày kia là mũ chế. Đến chiều ngày kia em được mũ chế. Ngày kia trông được không mà. Ran bụi rồi ra. Thấy không? Dạ, các bạn tao
xông nghe này chứ. Tao đi bắt rồi. Cái này thì mua về như trẻ con chơi thôi. Phải an toàn đấy nha. Cái này nó 2 mét mấy. Mày không phải ở đây đâu, việc mày đi lo cái đốc xi này ra thôi. Xi đấy. Ngoài hiên. Đã, 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 mẹ rồi. Xem đồ bên trong nhà có gì dọn dọn hết ra anh cho nhá. Nhà anh cho không có điện làm gì cũng khó anh cho ạ. Lấy cỏ về xa. Cố gắng chiều tối nay là xong 2 bức, sáng mai 2 bức. Chiều mai là một lát rồi. Chắc là ngày kia. Chiều ngày kia là không gì. Không ở đây lâu quá bị muối khiêng liên tục. Thấy muối cắn quá. Nhớ nhờ nhà ăn chôn luôn. Tối nay mà tối ngày mai một đêm nữa thì nó sẽ thành công mà. Tạnh này. Tiền vợ lại hết đi. Tối nay mà tối mai một đêm nữa chứ. Được đi. Làm gì lần đầu tiên đi nữa chỉ thấy người gặp ma chưa thấy đầu lần đầu tiên thì chạy mất dép. Đeo ủng vào nhá xính nhá. Con si ăn chân đấy. Anh cho dậy xính đảo bữa đi. Anh cao thì anh xách bữa. Anh cho đi phụ bữa là gần 2 tháng mà. 2 tháng nữa ơi. Đấy. Dễ. 2 tháng bảo là thầy không đưa đi chỗ có chân dài thế nào không? Chỉ cách em xính thôi. Làm sao đảo vừa. Lâu lâu cũng phải đưa đi chỗ nào mà là lạ không phải đi chỗ lạ một tí. Người nhà còn biết cái khoe với vợ chưa? Không chứ mà gần hơn nè. Nhìn cái thân hình đẹp quay mặt ra gần 50 tuổi mà là bao nhiêu? 50 đồng. 50 đồng. 50 đồng.
lạp pan à cháu. Ui chỉ khoai trong nào rồi, một lít là ngon lắm rồi. Nhá quá, anh cho. Cho thêm vào đi, cho thêm. Cái khô khô kia vào. Khô đấy. Nhá quá. Anh cho cái lên bên môi cho thầy Hiền. Thầy Hiền. Cái chú đi lấy cái môi của cái này. Anh cho cái dây em chơi đảo vữa nhá. Cho nữa em ơi. Cho nữa. Nó còn nhá quá, cho nữa. Có ủng mà không đeo. Hôm trước để quên là hay là thế nào đấy, anh cho là mất cái xẻng. Hôm trước làm sao mà để mất cái xẻng? Hôm trước thì làm sao để mà để mất cái xẻng xúc cát cái kia hả? Quên à? Cái xẻng xúc cát rồi. Cái xẻng không có. Hôm trước thì có mà. Có hai cái anh vừa ấy xin một con rồi, xin một cái. Cái này là đây 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 là đây. Đúng rồi đấy. Lấy cái cả thả này cho ông kia. Lấy cái kia. Đấy là cái thước đấy. Người ta gọi là thước nhôm. Đi làm được 2 tháng mà không biết tiền dây thế nào à? Ít thôi. Mày nợ tí nó. Ở kia thì nói chuyện với Lê Vi Xá rồi. Đúng không? Lấy vất. Lấy bao nhiêu cũng thế. Lấy vất cái đấy. Chạy nhanh lắm. Ta gọi vướng mình là vất. Này trình độ ông này làm thêm phía rồi nhé, làm thêm phía nhé. Nhà cho này, có làm thêm phía được không? Có thêm được không? Đi đạp vòng đi. Có làm thêm phía được không? Đi nhé. Không phải đã đi. Anh bảo là chú có làm thêm một đứa được không? Phải làm. Thì phải làm thêm một đứa nữa. Và thế nào mà tiến bộ được cả A To? Thank you.
ai. Đấy, anh phải hiểu. Nếu muốn đi công ty thì con phải có người chăm sóc mới đi được chứ. Chăm sóc người đi đó. Con phải ở nhà thôi. Đi về chưa được một tuần nhớ vợ đòi về thì đi làm gì? À trò. Tấm pro này nóng lắm nhỉ. Đây. Đây này, một số thế nào? Gần 20 độ. Lấy tiêu. Đi đâu, đi đâu. Tao. Nhà hai vợ chồng này giống như hai vợ chồng trước. Em ở chính bên em biết giúp mấy nhà đi làm nhà thôi. Ý gì nhìn nhau hết. Nhìn nhà này á? Ừ. Chúng mình trước là anh đi hổ làm nhà biên phòng cho cái nhà anh đi hổ làm. Ý gì nhìn nhà này luôn. Nhà không có cái gì luôn. Nhà có hai đứa con, cái hai vợ chồng vẫn đi dựng cái giường luôn. Để trước cửa có một nải chuối và lái xe bên tàu xa chín ba khe, lúc này đứa con nói cái bóc thế rồi. Nhà không có dây không có gì luôn, không có gì hết, có mấy cái giường ngủ của hai vợ chồng. Cuối cùng đi làm bảo nó mấy anh vừa rồi đấy, cuối cùng là bảo nó mới làm được một cái nhà to to một cái bàn như này luôn. Mua cả tôn đi cho cả xi măng đi lá không không à, xi măng cuối cùng anh em mình đi làm và mình chửi. Có một anh ấy là buổi trưởng anh nhốt một lần anh cho vài trăm rồi mua thứ ăn đi, có một cái cát có một cái xi ông đéo công cát đéo công xi đấy. Bắt đầu sang bên tàu đi mua lít rượu, một lít 2.700 Việt Nam là 2. Về cái thế nhá, thịt con gà còn biết làm chiếc canh gà đi. Để anh em mình cứu cứ làm con gà còn biết thịt chiếc canh gà, làm chiếc canh gà thôi các bạn. Đó, bún nước sôi vào, cô làm đổ mình chính chút vào, cho nó để xong cái bát. Xong rồi lúc chuẩn bị cát kìa. Xong rồi cứ cho từng cái bát đi thôi. Đấy, xong rồi một lúc giống như chụp thạch luôn. Đi sau đó là một lúc bổ lòng gà ấy, ông luộc xong chín xong là ông thay hết sau vào trong, xong là ông hai ít tiền tô vào, ông thay vào trong tiền một lúc đấy mình phải chèm với thằng khác. Cái tiền tô cũng nước thôi vào, xong là cho không phải ít tiền tô đấy, bổ lòng gà hết cho vào làm một cái cánh gà. Bà tính là đẻ 2.7, 2.8 mà tính. Cháu đẻ 2.7, 2.8. Hai đinh bảy. Hôm nay như là học lớp 8 nhỉ? À, học lớp 9 nhỉ? Mất lớp này. Đúng một lớp. Năm rồi. Hai đinh bảy là năm nay học. Chắc có rồi á. Lúc nào lấy vợ phải mời thầy giáo Hiệp nhé. Thầy trai trẻ này. Đây là thầy rất trẻ này, nhanh với cả gà tre. Thầy rất trẻ này, nhanh với cả gà tre. Cô gắng đi học hết lớp 12 thôi. Đi làm thuê. Đang đủ 18 tuổi đi làm thuê đi uống thuê. Thank you.
tiền đầy túi đúng không? Nếu có gì cứ miếng cơm ăn. Từ đấy đến giờ là trả là mình luôn rồi. Em bảo là 500.000 đắt quá, không phải sửa đâu. Đây đấy, cho kê bên đây đấy. Đa trang bên kia này. Bắt chỗ kia này xuống bên này một lúc, đứng bên này làm thôi chú ạ. Muốn làm chỗ này hết á. Hả? Làm hết luôn á. Làm hết đỡ là chuyển nhiều thôi. Làm hết luôn đi. Bữa nay cô gái không ăn nước là nước này là cảm ta còn bị ta chưa em tao chả mà đã là chưa mai là hết. Bữa nay cô xong hết cái này là không hết được đâu. Anh em bây giờ cũng đã làm xong chát xong là hình khung nóc rồi. Anh em bây giờ cũng đã làm xong chát xong là hình khung nóc rồi. Cái này 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 cái này
quá, hết nước rồi. Bun đang lắp tao giờ đó mới là mày luôn. Lấy nước ra sao ấy?
trời bắt đầu có sấm mà, thì nó là mưa tiếp thôi. Trời tối mới nghe. Nắng thì nắng vỡ đầu, mưa thì mưa tầm ta. Hôm qua đi đáy khó hơn nhỉ. Ngon cả ngon. Hôm qua đi dưới nhìn buồn ý. Mày làm quả cho. Là đi đi dưới tầm khoảng 35 độ này. Réo. Nhà xính với lại nhà của anh là dùng nguồn nước ở đây à? Bây giờ đi ra ngoài kia mua gà thôi. Ngoài kia mua túi cây nhá. Gà đấy. Đúng rồi đấy. Đi thì em đưa anh về. Mua. Anh cho đây rồi. Lại hết nha. Bây giờ trọng cùng xe cùng với đi. Cầm một cái báo mưa cho em với. Cầm một cái báo mưa cho em. Đúng rồi. Đi thì nó mưa. Không mưa đâu. Bây giờ không mưa mà tí nữa mưa. Đi chủ trái có mưa to đấy. Mưa chế mà. Ủa đây này có mưa rồi. Ui mưa rồi. Ngoài đây này bữa trưa đây là mưa rồi. Họ mua mua nhanh nhanh ra, đi nhanh nhanh ra. Cái mưa đó nhá. Chạy mưa. Đi mua một túi cây. Con cảm cầm tiền nhá. Được. Cùng nhá. Được. Em cầm tiền cho không sao đâu. Nhanh nhanh nhá, mưa rồi. Ngoài kia sẽ đen đen và mưa đấy. Đường bé quá à. Mưa bé à, đây là mưa bé, nó mưa bên kia rất thôi gì. Ở lên trên này hai cái không bán gà nhá. Ở lên kia này á. Ở chỗ cầu ạ? À? Ừ. Ở chỗ kia không bán à? Không bán rồi. Làm sao không bán? Bán lại không có cái tiền đâu. Ừ. Một cân 60 này. Một cây này không bán nữa. Hai nữa. Không được tiền nữa. Bán không được tiền. Không bán. Làm rồi thì không muốn cả đã được bán được tiền rồi. Được. Thế này muốn xuống dưới cầu Tràng Hương à? Công xe à? Muốn đi một xe thôi. Thế anh muốn đi bộ hay đi xe? Hả? Thế anh thích đi xe về đây. Đúng rồi đó. Ôi chuyện. Từ công về đây thì về nhé. Ừ. Đường. Vậy đưa anh đi về nữa mà. Đi bộ xa. Đủ là từ xã cơ sông là về đây. Đi bổ thì xa quá.
đi xe rất nhanh. Hai anh em đi mua thực cây. Nhà là sắp sát xong rồi đấy. Sắp xong rồi. Ngày mai đến hết rồi. Ngày mai là xong hết rồi. Ngày kia là bắt đầu lát. Ngày mai chưa xem 20 người là bắt đầu lát hành quá thôi. Rất là nhanh thôi. Chậm nhất là sớm ngày kia là anh em đi về. Bảo anh em kia đi về. Ngày kia em đi về. Và xong hết việc rồi. Dạ, yeah. Anh cho có muốn xây chuồng dê không? Chuồng dê đó. À, chuồng dê có muốn xây chuồng dê không? Có dê rồi. Không có. Có 4 con luôn. 4 con. Có tiền thôi rồi. Đi làm thuê thôi. Đi làm thuê có tiền rồi. Và còn cả nhà chuồng bò ấy. À. Nhà chuồng bò này. Đi làm cũng có tiền nhỏ rồi mà làm bộ mua một cái bò chứ. À, mua bò. Đấy, bò. Bây giờ dịch quá không mua được rồi. Có là có tiền mà Covid hết. Bọn mua được. Đi mua cây. Đi. Mua đâu? Đây. Bắt đi. Không làm được. Bắt con nào to to nhá. Để to. Ừ, một con. Ok. Con nào to nhất đấy. Vâng. Béo nữa. Vâng. Con này to không? Vâng. Con này bật trời. To to. To to. Nó cân lên nào. Đi được. Khó vào. Lộn mua. Lắp vào ấy. Lắp nó vào nhá. Trời, gà đi đâu rồi. Mua. À, cho đến một gà. Mua... Em ơi, cân giúp anh một chút. Mua được tô cây chỉ đi về thôi nhỉ. Mua thế nhá. Chào anh. Chào nhá. Thôi nhá.